Trong 10 năm qua, gần 500 di sản văn hóa phi vật thể có giá trị đã được phát hiện, bảo tồn. Trong nhiều di sản tiêu biểu được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh, thì di sản dân ca Ví Dặm được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tại hội nghị, tỉnh Nghệ An vinh dự có một nghệ nhân nhân dân và 25 nghệ nhân ưu tú được Chủ tịch nước phong tặng. Đây là những nhân tố quan trọng trong việc nắm giữ, trao truyền, sáng tạo các giá trị tinh thần cho văn hóa dân tộc và quê hương.